Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm. Con kính chào quý vị thiền hữu tri thức, đây là chương trình vấn đáp Phật pháp cùng thầy. A Di Đà Phật, hôm nay là ngày 10 tháng 2 2020. Câu hỏi của Phật tử Cao Tự Phượng. Kính bạch thầy, trong 21 ngày chương trình cầu quốc thế dân an, tật bệnh tiêu trừ của virus corona, thầy có dặn là 21 ngày không nên xê dịch cái chai nước cúng liên bàn Phật. Nhưng chị con vì không biết và có thể không tin nên đã xê dịch. Khi con thấy như vậy, con nổi tâm sân, nhớ lời thầy là phải giữ thân khẩu ý cho thanh tịnh, nhưng con không cản được cái tâm sân của mình. Có phải như vậy là cái định của con nó còn yếu hay không? Và nếu nói rõ, con đang trì chú Đại Bi mà không được dờ chai nước đi để cầu dịch bệnh được tiêu trừ, thì sợ chị con không tin mà mang tâm phỉ báng, và con ghi lên cái tờ giấy và cột chặt vào chai nước: xin đừng mở nước và dời trong 21 ngày. Cảm ơn. Con làm như vậy có được hay không? Xin thầy cho con lời khuyên. Kính tri ân thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Cảm ơn câu hỏi của cô. Kính thưa cô và đại chúng, nếu như không có 21 ngày này, tình cảm chị em tốt đẹp, 21 ngày này là vì đại từ bi thương chúng sinh, cầu sám hối và tật dịch tiêu trừ, thì không nên để cái tật bệnh của cái tâm sân ở trong lòng mình nó nổi lên do cái sự dính mắc vào một chai nước. Chưa tu thì tình cảm chị em tốt đẹp, cho nên đừng để cái chuyện tu hành nó chia rẽ cái tình thân trong gia đình với nhau. Trước là cái tâm của mình phải thanh tịnh bình yên, tình cảm gia đình phải có hòa khí, có vui vẻ. Chuyện tu hành là để cho tâm của người với người được hạnh phúc, được hiểu và được thương nhau hơn. Chuyện tu hành không nên là nghi lễ để chia sẻ tình người và niềm tin với nhau. Nếu chị chưa tin thì cái ly nước, cái chai nước ở trong lòng cô nên được tu tập, là đại từ đại bi với chị trước, rồi mới đến chúng sanh là người dịch bệnh sau. Khi khởi tâm, khởi nguyện tu hành, chướng duyên thử thách sẽ đến, ma vương sẽ khử đạo trong lòng mình. Chai nước ở trong tâm mình không nên được xê dịch, tức là tâm mình không nên nổi tam bành lục tặc, tham sân si trong lúc mình phát nguyện hành trì, chứ không phải là chai nước ở bên ngoài quan trọng đâu. Nên giữ cái nguyện ở trong lòng 21 ngày đó, tâm mình bên ngoài bất động, bên trong không lay chuyển, thì cái nguyện lực của mình mới có được cái công đức mà hồi hướng cho chúng sinh. Và chị của mình là một trong những chúng sinh đó. Chai nước ở ngoài chỉ là biểu hiện, nhờ cái năng lực định tĩnh trong tâm mà từng phân tử nước nó nhận được cái công đức đó, nó mới có cái hiệu nghiệm nhiệm màu của sự tu tập. Nếu tâm mình cứ thay đổi, cứ phản ứng, cứ đau khổ bất an, cứ nghi ngờ lo sợ, cứ bực tức giận hờn, cứ đố kỵ tị hiềm, cứ khó chịu căng thẳng, thì cái chai nước bên ngoài kia nó cũng nhận cái năng lượng từ đó. Và dĩ nhiên cái nước mình nguyện hồi hướng nó còn làm cho bệnh tăng thêm lên. Không tu không có bệnh, mà tu sinh bệnh là mình tu sai lầm và dính mắc vào cái nghi lễ và hình tượng. Nên trước là phải cái chai nước trong lòng mình cố định, tâm không loạn động, nghi ngờ. 21 ngày đó là ý nghĩa của cái chai nước, công đức mà mình hành trì suốt thời gian mà mình hứa nguyện. Chai nước bên ngoài chỉ là thứ yếu. Nếu sợ chị nghi ngờ, không nên giải thích, đó là trí tuệ của cô. Đôi khi người đã nghi rồi, càng giải thích họ càng nghi, sinh cái tâm phỉ báng. Đó là lòng từ của cô, không muốn cho chị mình mắc lỗi với Tam Bảo, càng ngày càng xa lánh, gieo quả nghiệp bất thiện hơn. Ghi một tờ giấy tế nhị lên cái chai nước để đó, rất là trí tuệ. Nhưng cái cách mình ghi á, cẩn thận á, người ta còn nghi ngờ và giận hờn, bực tức mình hơn nữa. Hãy ghi cách làm sao đừng để cho cái câu mình ghi trở thành mệnh lệnh: chai nước này 21 ngày không được di chuyển. Cảm ơn. Nói như thế là mình mệnh lệnh người ta phải nghe lời và buộc người ta cực chân đã phải làm.
Nhưng sau đó họ cảm giác là họ giống như phải vâng lời, phải tuân lệnh, khó chịu chứ không phải là thấu hiểu và thương yêu. Thành ra cách mình ghi cũng rất là quan trọng. Ghi làm sao mà truyền thông kết nối được tình người để họ hiểu và họ thương, họ yểm trợ mình tu hành, là bởi vì cái tâm từ của mình biết người chưa có hiểu đạo. Thì mình ghi như thế này nè: kính lạy Phật, kính chị, 21 ngày này em phát nguyện vì đại dịch virus corona, người người đau khổ lo sợ bất an, gia đình ly tán, vô vàn những đau thương. Như là một người đệ tử của Phật, em không biết làm gì hơn ngoài tấm lòng chân thật muốn trì tụng 24 biến đại bi trong 21 ngày. Đây là chai nước, em nguyện cái năng lực công đức em hồi hướng vào chai nước đó để em rải cái nước đó, nguyện cầu cho khắp tất cả chúng sinh sau 21 ngày. Em nguyện để chai nước nó cố định, không có di chuyển, như là lời thầy của em dạy: kính chị hiểu thương, đừng có dịch chuyển chai nước khi lau chùi làm sạch bàn thờ. Rất kính chị hoan hỷ, thương hiểu cho em. Chỉ cần như vậy thôi, đọc xong không lẽ nào không hiểu, không thương. Đôi khi cái câu đó nó lại giúp cho chị em thương nhau hơn, và họ thấy rằng mình tu tập có chất liệu từ bi thật. 21 ngày đó là mình tình thương thật, chứ không phải thương chúng sanh gì tôi mới cái cạn cái ra nỗi khùng. Thương tu cho lối xóm, cho mọi người, chứ không phải tu trong gia đình. Tu này không thật. A Di Đà Phật. Cho nên trước là cái đối tượng mà mình thương yêu á, là nên con người của mình đừng để cái tâm sân á nó làm cho mình khổ, đừng để cái tâm nghi á nó khiến cho chị em sức mẻ tình cảm với nhau. Đó là không làm mình khổ là bi, làm cho mình an vui trong cái sự tu tập đó là từ. Cái người kế bên cạnh mình là huynh, là đệ, là chị, là em á, thì mình đừng có để cho họ phỉ báng tâm bảo, cái đó là bi. Và mình làm cho họ sáng được con đường đạo, nói cho họ một cách nào đó bằng lòng từ bi cho họ hiểu hơn á, đó là từ. Và khi mà bằng cái lòng từ bi á, mình sống với họ, thì họ là một trong những chúng sanh mà mình đã chuyển hóa rồi, có sự nhiễm màu trong sự tu tập rồi đó. Chúng sanh ai đâu không biết, dịch bệnh không biết, chứ trong lòng mình cái dịch sân, dịch tham á, dịch si á, cái dịch đó nó làm cho mình chết nhiều đời, nhiều kiếp hơn. Và người thương của mình cũng đang có những cái cơn dịch đó trong lòng, gọi là mắc dịch. Lòng con người chúng ta vốn là đã bị mắc ba cái loại dịch tham sân si rồi, thì mình nguyện độ cái dịch đó, đó là phép màu đầu tiên. Chai nước trên bàn thờ đấy có thể dịch xê cả trăm lần, nhưng lòng của mình không xê dịch, định tĩnh từ bi của mình không xê dịch, đó là sự nhiệm màu của Phật pháp. Chứ không đợi chai nước này không xê dịch trên bàn thờ 21 ngày rồi mình nghĩ mình đi hồi hướng, mình rải ra bên ngoài mà mong có cái sự nhiệm màu Phật pháp nào đâu. Phép màu đầu tiên là tâm của mình bình yên, lòng của mình sáng suốt, trái tim mình từ bi, trí tuệ mình mở rộng, mình trưởng thành và hơn mình hôm qua, lòng tự bao dung chứa được những điều trước đó không chứa được, nghe được những điều trước đó không nghe được, nhẫn được những điều trước đó không nhẫn được. Thì 21 ngày này ma vương sẽ chướng ngại, khó khăn sẽ thử thách. Khi đã phát nguyện hành trì nhiễm màu hay không là ở cái tâm của mình, chứ không phải ở cái vật chất bên ngoài. Mong là chai nước trong lòng cô định tĩnh, vững chãi, không xê dịch. Còn chai nước bên ngoài xê dịch bao nhiêu kệ nó, nhưng dĩ nhiên vẫn viết cái chữ đó lên. Và họ vẫn xê dịch á, thì đó là thử thách để lòng mình đừng xê dịch. Nhớ như vậy nha. Xả thú A Di Đà Phật.